Tần thứ tứ 50 Thánh Sơn trong nháy mắt đã tới, trước mắt Hàng Lập xuất hiện một cung điện cao lớn, năm tán cũng không thể lưu lại trên cung điện này chút dấu vết nào. Tất cả đều đột nhất vô nhị giống như trước kia. Hàng Lập trong lòng hơi có chút cảm khái, đang muốn là không khách khí, dùng bí thuật phá vỡ cấm chế, tiến vào. Thì đột nhiên thần sắc khẽ động, thân hình sau khi nhón lên bỗng nhiên hóa thành làm một luồng khói mỏng, rồi tán loạn biến mất trong không trung đại điện. Một lát sau, từ trên không trung, một phương hướng khá có vài bóng người ẩn như hiện, từ xa xa vô thanh vô tức bay tới. Những người này thân hình mơ hồ, cơ hồ cùng bóng đêm Trung hòa làm một thể. Không dùng thần niệm quét kỹ, căn bản không thể phát hiện tồn tại của những người này. Lén lúc như vậy, chẳng lẽ là người của nghịch tinh minh, hàng lập trong lòng kinh ngạc, tò mò nhìn nhất cử nhất động của những người này. Tư vi những người này đối với tu sĩ bình thường mà nói là hoàn toàn không thấp, chỉ nhiên có bốn tên trúc cơ kỳ, hai tên kết đăng kỳ, nhưng trong nhóm đó lại có một tên đề chai tu sĩ luyện khí kỳ ba bốn tầng. Mà trên mặt những người này đều có một tầng khí màu tro xám che đầy bộ dáng sợ người ta nhận ra. Bớt quá hai tên kết đang tu sĩ cầm đầu bộ dáng rõ ràng là một nam một nữ. Thấy trong những người này không có tu sĩ các quyền anh, Hoàng Lập cũng là mất hứng thú, lười biến dùng thần niệm nhìn lướt qua hình dáng của những người này, chỉ là vẫn là ôm tay trôi nổi trên không trung không nhúc nhích. Mà những người này trong nháy mắt liên tiếp là tiếp cận đến cửa điện tinh không điện, thân hình tất cả đều ngừng lại, trong đó có một tên tu sĩ kết đen, vóc người cao gầy, đột nhiên lật bàn tay. Nhất thời trong tay hiện ra một khối lục bích trận bàn to cỡ là bàn tay, nhẹ nhàng đánh lên đó một đạo pháp quyết trận bàn hình linh quang, chớp lóe tản mát ra bạch quang yếu ớt. Còn vị nữ tử vóc dáng thon thả kết đăng kỳ kia khẽ lật bàn tay, trong bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cây tiểu kỳ màu vàng rung lên một cái. Một đoàn sương mù màu vàng từ bên trong trào ra trong nháy mắt để mấy người phụ cận được bao phủ trong đó. Lẽ lên một cái, lập tức sương mù mà mấy người kia đều biến mất. Hàng Lập thấy pháp khí trận kỳ màu vàng nọ lại có chút ngỡ ngơ trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái trận kỳ này đối với hắn dường như có chút ấn tượng. Từ hồ năm đó hắn cùng với một kiện pháp khí giống như thế, nhưng sau đó lại đem tặng cho người khác. Chẳng qua điều này cũng không có gì, loại bảo vật hấp dai này chỉ cần biết phương pháp luyện chế. Luyện chế ra một cái giống như đúc thì không phải là chuyện khó khăn gì. Hàng Lập bỗng suy nghĩ, bỗng giật mình, Chẳng qua điều này lại làm cho hàng lập đối với nữ tử kích an kỳ kia nổi lên một chút hứng thú. Mấy người kia tuy rằng nhìn như là trống rỗng không thấy đâu, nhưng mà loại ẩn nấp thuộc cấp thấp này ở dưới thần niệm của hàng lập cơ hồ có cũng như không. Lúc này trong mắt hắn làm mang chực lóe nhìn xuyên qua tầng bụi khí che mặt nữ tử kia. À, nàng ta là, hàng lập biểu tình lập tức biến thành cổ quái dị thường, đúng lúc này tinh không điện một đạo thanh vàng, hai màu, chợt là chợt lóe từ hồ như có cái cấm chế gì đó bị giải trừ, tiếp theo là một bước chân từ cửa hậu điện truyền tới. Từ bên trong chậm rãi đi ra một bạch tram tu sĩ. Người này khoảng hơn 40, cao gầy, khuôn mặt có chút vài phần âm lệ là một tên tu sĩ kết đa sơ kỳ. Vị này rõ ràng là một vị tu sĩ tuần tra của tinh cung, vừa xuất hiện ở ngoài cửa điện. Nhìn quanh mọi nơi như không có phát hiện ra hành tung của bất cứ ai. Nhất thời khuôn mặt trầm xuống lộ ra vài phần không vui, Hào quang chật lóe tên nam tử cách đang kia lại hiện hình ma ra, tầng quỷ khí trên mặt tán đi, lộ ra một trung niên có gương mặt nho nhã. Trương Huynh không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn chứ, hay vợ chồng ta đêm nay có thể truyền tống đi sao? Nam tử này liền ôm quyền khách khí chỉ thường nói, điền đạo hữu chỉ cần ngươi mang đủ số lượng linh thạch, đưa các người đi cùng chỉ là một chuyện nhỏ bổn cung vài tên chấp sự đóng ở truyền tống trận thay phi nhau trong coi còn sợ trương mộ tự mình làm mất thanh danh của mình sao vị này tinh cung tu sĩ vừa thấy nam tử hiện hình mà ra thần sắc trên mặt hòa hoãn nhưng trong miệng cũng là không có khách khí đây là chuyện tất nhiên tại hạ không phải là không tin trương huynh chính là ái nữ thật sự khăn ba trọng bệnh không thể không đi hải ngoại tìm nỗi đang của bạch ư ngư ưu cứu mạng quả là không thể chậm trễ được Nho nhã nam tử cười nói, lập tức quay đầu hướng về phía sau mắt tay một cái. Phúc suy một tiếng, một đoàn hoàng phù tản ra. Mấy người còn lại đều là hiện hình. Vài tên trúc cơ kỳ kia đồng dạng lộ ra hình dáng chỉ có nữ tử kết đan kia cùng luyện luyện khí kỳ nữ tử dáng người đơn bạc. Khuôn mặt vẫn đang bị một tuần quỷ khí che lại. Vị này chính là tôn phu nhân sao? Đã danh nguyệt tiên tử, trương một cũng đã nghe tiếng từ lâu. Ân lệ nam tử ánh mắt không có nhìn thấy mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia mà là ánh mắt hướng về phía nữ tử kích đang kia, nhìn qua nhìn lại mấy lần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này quả thật có làm phiền đến trường đạo hữu, thiếp thân vô cùng cảm kích, thanh âm nữ tử kia chịu và nhu hòa hết sức nhưng mà khẩu khí không kiêu ngạo cũng không là xỉm nịnh. Nguyệt tiên tử không chịu đem dung nhan hiển lộ, trưng mộ thật là có chút thất vọng. Hai vị đạo hữu đi theo ta, âm lệ nam tử sau khi cười hát hát một tiếng. Trên mặt lộ ra một uh, tia tiếc nối, nhưng mà lập tức là xoay người hướng vào trong điện mà đi. Sau khi nho nhã nam tử cùng với nữ tử kết đăng kỳ kia liếc mắt nhìn nhau một cái, không hề chần chờ đem nữ tử luyện khí kỳ kia kẹp ở giữa cùng đi tới. Bốn gã đệ tử trúc cơ kỳ cũng cuốn quýt cùng đi tới. Đương nhiên, những tu sĩ này ai cũng không có chú ý tới. Ở bên ngoài cung điện một đốm sáng thanh sắc mờ nhạt chợt lóe cấm chế trong nháy mắt một lần nữa mở ra, một đạo bóng dáng nhàn nhạt, nhạt mà lấy thu vi bọn họ căn bản không thể nhận ra, đi vào trong điện này, hành động lặng yên không tiếng động, dường như là một làn khói nhẹ biến thành. Xuyên qua hành đang siêu vẹo, đoàn người tiến nhập đại sảnh nơi để mà truyền tống trận, bên trong có một lão giả da mặt mềm mại như cha trẻ con đang ở chợ ở nơi đó. Vừa thấy mấy người kia đi đến, trong mắt của lão giả hàng quan chợt lấy rồi lập tức lại biến mất không thấy. Chính người này là cần đi sau, Bảy người cùng đủ trong một đợt truyền tống. Lão giả nhàn nhạt nói một câu, không sai, bọn họ đúng là những đạo hữu cần đi lần này. Điền đạo hữu, các ngươi tính toán định đến đâu? Âm lệ hán tử lên tiếng, quay đầu lại hỏi một câu. Đi ngân xa đảo đi, nghe nói nơi đó phát hiện cao giai khoáng mạch, hơn phân nửa hải ngoại tu sĩ đều tới nơi đó, nói không chừng. Chúng ta có thể trực tiếp thu được nội đan bạch ương ngư yêu. Nam tử chần chờ một chút, liền lập tức nói như vậy, đồng thời ánh mắt lại hướng truyền tống trận bên kia nhìn lướt qua. Hoàng Huynh, triệt tiêu cấm chế tòa truyền tống trận này đi, Điện đạo hữu, các người nên thanh toán một lần tất cả linh thạch. Tư sĩ họ trương mà không chút thay đổi hướng nho nhã nam tử nói, cái này là điều tất nhiên. Thế là giả dạ đánh ra vài đạo pháp quyết xung quanh truyền tống trận và sát quan mai bỗng nhiên biến mất. Nho nhã nam tử trong lòng vui vẻ lúc này cũng đeo bên hông một cái túi đồ tháo xuống, trực tiếp ném cho đối phương. Âm lệ hán tự tiếp những cái gói kia dùng thần niệm quét hai lần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Số lượng vô đủ các ngươi cầm lấy những thứ này là truyền tống phù. Âm lệ hán tử cũng rất là nhanh nhẹn đem túi đồ thu lại. Lập tức lấy ra bảy cái phù triện đưa tới. Nam tự họ điền tự nhiên tiếp lấy phân cho những người khác mỗi người một cái dưới sự chỉ dẫn của là âm lệ hán tử. Mang theo những người khác liền hướng tòa truyền tống trận này bước tới. Tòa truyền tống trận này đã nổi lên bạch quan nhàn nhạt hiển nhiên hết thảy đều rất là bình thường. Lá gan của người thật sự lớn, đám sau lưng ta vùng trộm đem người truyền tống ra ngoài hải ngoại sao? Người không sợ chấp pháp điện cho các người chịu lôi uh, tiền chi hình sao? Mắt của bảy người vừa mới thoáng qua một cái, bỗng nghiêm một thanh âm dễ nghe của một nữ nhân truyền đến. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tất cả các tu sĩ ở đây nghe vào trong tay lại giống như tiếng sấm trên trời, làm cho là rung động tâm thần. Âm lệ nam tử cùng với lão giả trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà nho nhã nam tử cùng kết đang nữ tử cả kinh lụy về sau. Đột nhiên quanh thương quan hoa chợt lế đem đơn bạc nữ tử bao vào trong rồi hóa thành một đạo hồng làm hai màu kinh hồng. Nhắm thẳng hướng truyền thống trận vọt tới, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Trong một đại sảnh bỗng nhiên là tay vụt ra một mảnh diễm lệ quan hà, chợt lóe rồi là quỷ chỉ xuất hiện ở phía trước pháp trận linh quan chấp lóe đem đạo kinh hồng lam kia nhẹ nhàng đánh bay ra ngoài. Hồng Lâm cầu vòng bắn ngược ra sau 7-8 trường, đồn quang tản ra, nam tử nho nhà họ điền cùng với tên kết đang nữ tu kia. Loạn dò ngã xuống hiện ra thân hình, hai người sắc mặt xám trắng đồng thời miệng phun ra một ngụm máu huyết. Nhưng nữ tử này, luyện khí kỵ được hai người gắt cao hộ kia, lại bình yên vô sự. Lúc này trên mặt hai nàng, bụi khí đồng thời tán đi, lộ ra hình dáng. Nữ tử kết đan kia bộ dáng 25-26 tuổi, khuôn mặt tuyệt đẹp, da thịt trắng nõn, rõ ràng là một đại mỹ nữ hiếm thấy mà một bên nữ tự luyện khí kỳ kia bộ dáng chỉ có là 15-16 tuổi, khuôn mặt khô vàng gây gò ốm yếu. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện nàng ta cùng kết đang nữ thu có 7 phần tương tự, hơn nữa hai mắt trong suốt như nước. Ở tình hình như thế còn biểu hiện ra sự trấn định vô cùng. Tham kiến cung chủ, hai cả tinh công chất sự kỳ hồn phát sớm đã bay lên tận mây, không hề lưỡng lự quỳ xuống, vội vàng dùng đại lễ nghênh tiếp. Đôi kết đang nam nửa kia vừa nghe xong lời này sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái trong lòng hoảng sợ. Trong lòng bọn họ còn tồn tại một chút may mắn trong đầu, nhất thời biến mất không còn sót lại chút gì, kinh ngạc đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không dám. Đúng lúc này, trong góc linh quan chớp động, một thân ảnh nhàn nhạt hiện ra cùng chậm rãi hướng vào trong đại sảnh bay tới. Đó là một bạch xăm nữ tử đầu cột khăn lụa màu trắng che khuất nửa bên mặt, một đôi mắt đẹp lóe sáng như sao, lông mày lá liễu khinh đạm dài nhỏ, hiển nhiên là một vị nữ tử có kinh mỹ mạo kinh người. Chẳng qua nàng ta tới bên truyền tống trận trước mắt, cơ bản đều là không thèm để ý đến các tu sĩ ở nơi đây. Ánh mắt lại hướng về phía lối vào đại sảnh nhìn lại, sau đó thản nhiên nói: Hà nợ hữu, nếu như người đã tới nơi đây, cần gì phải lén lén lút lút trước mặt bọn tiểu bối, còn không hiện thân ra cùng phía thiếp thân nói chuyện. Cô gái che mặt nói lời này vừa ra khỏi miệng, đám người âm lệ nam tử tất cả đều chấn động, không khỏi cùng hướng theo ánh mắt nàng ta, nhìn lại hướng đối vào. Nhưng mà trong mắt bọn họ, nơi đó trống rỗng, căn bản là một bóng người cũng đều không có. Trong khi trong lòng đám người này đang tỏ ra nghi ngờ thì trong hư không lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Hoàng mổ thực sự là không nghĩ tới, ở trong này lại có thể gặp được một trong là sông thánh đại danh đỉnh đỉnh. Đạo hữu sao không phải vì tại hà mà đến đó chứ? Lời này vừa mới nói ra, bên kia thanh quan chấp động một cả thanh sam nam tử quỷ dị hiện ra. Hai tay để sau lưng nhìn nữ tử đối diện trên mặt như cười như không. Người này đúng là hàng lập. Nguyên Anh hậu kỳ, nữ tử che mặt thần niệm đảo qua, ngọc dung nhất thời đại biến, còn người trong suốt hiện lên vẻ khó có thể tin được, trong miệng thất thanh kêu lên. Nàng ta tự nhiên chính là người nữ tử mà thời gian trước ở trong động cuộc Thánh Sơn nói chuyện với người nam tử kia. Trong đại sảnh những người khác có vừa nghe thấy Nguyên Anh hậu kỳ liền trợn mắt há mồm, trong bọn họ, một nửa đều là tu sĩ kết đen, nhưng bình thường cơ hội có thể nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ cũng không có nhiều. nguyên Anh tu sĩ hậu kỳ bình thường nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến, nhưng hôm nay đầu tiên là một trong là xong thánh đứng đầu tinh cung bỗng nhiên hiện thân, tiếp theo lại xuất hiện một tu sĩ xa lạ Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao không khiến cho bọn họ như rơi vào mây mù, lại có thêm một loại cảm giác phản phức như đang nằm mơ. Nhưng trong tu sĩ này... Duy chỉ có nữ tử kết đang Nguyệt Tiên Tử vừa thấy khuôn mặt hàng lập lộ ra vẻ khiếp sợ dị thường, lại nghe được hàng lập là tu sĩ Nguyễn Anh Hậu Kỳ. Cả người lại hoàn toàn ngơ ngẩn, nếu là lúc bình thường, biểu hiện loại này của nữ Nguyệt Tiên Tử tự nhiên đã sớm bị người bên cạnh nhận ra. Nhưng trong lúc đó, chúng tu sĩ ở trong đại sản tất cả đều bị hai cả nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ. Trước sau hiện thân, làm cho rung động, hít thở cũng không dám thở mạnh, còn có người nào chú ý đến sự khác thường của nàng ta chỉ có cô gái có tu vi thấp nhất luyện khí kỳ kia ngược lại bởi vì tu vi thấp nhất kết đen cùng với nguyên anh đối với nàng mà nói đều là xa xa không thể chạm tới cho nên đúng lúc đó phát hiện kết đang nữ tu có biểu hiện khác thường ánh mắt không khỏi tò mò quan sát khuôn mặt hàng lập các hạ thật sự họ hàng cô gái che mặt là một trong thiên tinh sông thánh bây giờ vẻ bình tĩnh đã biến mất đâu mất tiêu ngược lại ngân trọng chậm rãi hỏi đạo hữu nếu ở trong này chỉ là để chờ tại hạ có cảm thấy đã được chờ làm người sao Hàng Lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn chầm chầm cô gái che mặt mỉm cười hỏi lại. Nữ tử che mặt nhìn Hàng Lập ánh mắt có ý nhượng bộ nhưng trong lòng do dự không quyết. Nguyên vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, bỗng nhiên tình hình lại vượt ra ngoài dự liệu. Điều này cho làm cho nàng có chút khoảng hốt, động tác cũng chậm lại. Tuy rằng nàng có nguyên tử thần quan và nguyên từ sâu nằm chỗ dựa một khi ra tay, cũng là nắm được 7 phần thắng trở lên, nhưng dường như sự việc cũng không phải như lúc trước đã nghĩ. Bằng một người đánh chết đối phương hiện nhiên là không có khả năng. Nói như vậy, đối phương một khi thoát ra được khẳng định sẽ trở thành một đại địch của tinh cung. Cho dù nàng thân là một trong thiên tinh sông thánh cũng không dám mở mũi đồng thủ. Hàng lập và nữ tử che mặt cũng không mở miệng nói, nhất thời làm cho bầu không khí trong đại điện càng trở nên ngưng trọng. Đột nhiên, hàng lập sắc mặt trầm xuống, tay vừa nhấc hơi nghiêng người lướt nhẹ một trảo. Nhất thời bên kia Linh Quang thoáng hiện một cái đại thủ quỷ dị hiện lên nhanh như điện hướng phía dưới chụp xuống, một đạo hỏa quang từ trong hư không bị túm chặt bên trong đại thủ. Nhìn thấy thủ đoạn này, nữ tử che mặt thân sắc khẽ động trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đạo hữu không nên tùy tiện phát truyền âm phục, tại hạ cũng không muốn cùng hai cả đồng giai tư sĩ giáp công. Hàng bộ tự hỏi vẫn chưa hiểu được là có lỗi gì với tinh cung khi nào. Vì sao tinh cung đối với tại hạ căm thù như vậy? Hàng Lập thân sắc lạnh lùng nói, đồng thời đại thủ nổi lên một tầng thanh sắc quan diễm trong chớp mắt đã bao vây đạo hỏa qua nọ. hà đạo hữu hiểu lầm rồi, thiếp thân này cũng không có ý làm khó đạo hữu, chỉ là các hạ có ơn cứu giúp năm đó, nay thầm tỏ lòng biết ơn mà thôi nữ tử che mặt trầm mặt nói sau một lúc đột nhiên cười một tiếng cả đại điện vốn một bầu không khí ngưng trọng dường như vì một tiếng cười này mà hòa hoãn xuống tuy rằng biết rõ nữ tử khí thế lúc trước ý tứ cũng không phải là biết ơn gì nhưng cũng thừa dịp mà hạ đài Hàng Lâm biết cho dù là phải đối phó với một gã tu sĩ Nguyễn Anh Hậu Kỳ cũng không thành vấn đề. Dù sao trước đây cũng không phải là không có tu sĩ Hậu Kỳ chết trong tay hắn. Hữu Chi hiện tại đã tiến dài Hậu Kỳ, thần thông càng thêm mạnh mẽ. Nhưng đồng thời hắn cũng không có hướng thú đối địch khắp nơi, hơn nữa hiện tại thân ở tinh thành. Nguyên từ thần quan là một trong những tu sĩ hàng đầu tự nhiên cũng có ba phần kiên kỵ. Đạo hữu đã đoán được, Ngọc Linh Hài này chính là cốt nhục phu phụ hai người chúng ta, năm đó nhất thời đại ý. Nếu không phải đạo hữu ra tay tương trợ, sợ rằng đã gặp độc thủ của bọn đạo tặc. Phu phụ hai người chúng ta vẫn đối với đạo hữu vô cùng cảm kích. Nữ tự che mặt ôn hòa nói, lần đạo hữu tư chất hơn người, hóa ra là đời sau của sông Thánh, cái này khó trách. Hàng Lập cười nói, Hàng Huynh nói đùa, nếu luận tư chất tu luyện đạo hữu không cần đến là 200 năm. liền có thể từ một cả kết đang tu sĩ tiến gia đến Nguyên Anh hậu kỳ, có thể nói là chưa từng có ai. Nhân dân giới tu luyện nhanh như vậy, từ thời thượng cổ đến nay cũng không có mấy người, Ngọc Linh làm sao có thể cùng đạo hữu so sánh. Nữ tử che mặt cười chuyên dán lắc lắc đầu, nàng đối với Hàng Lập, nhanh như vậy đã tiến giai vào Nguyên Anh hậu kỳ. Vẫn còn có chút nghi hoặc nhìn không được thăm dò một chút. Hàng Lập nghe đối phương nói như vậy chỉ cười cũng không có ý định nói chuyện lâu với nàng. Nghe đại danh song thánh đã lâu, vốn chỉ cũng phải là đạo hữu hảo hảo tâm tình một phen, nhưng vẫn còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu, hàng mổ cần mượn truyền tống trận của quý cung dùng, đạo hữu không ngại chứ. Nói xong lời này, bèn lướt qua cấm chế truyền tống trận, sau đó nhìn phía nữ tử che mặt chậm rãi nói. Không vấn đề thiếp thân nơi này có một kiện khách khanh lệnh bài của bản cung, đạo hữu nếu là không che có thể cầm dùng, về sau cũng có thể biết được thân phận của đạo hữu, cũng không phải thật là làm một khách khanh. Các lệnh bài này coi như là phu phụ ta cho đạo hữu mượn dùng. Có lệnh bài ở trên tay thì tài nguyên của bản cung tại hải ngoại, đạo hữu có thể tùy ý dùng, cái này coi như là tâm ý của phu phụ chúng ta đi. Nữ tự che mặt vừa đáp ứng đồng thời lật tay, lấy ra một kim quang lệnh bài có ánh sáng lấp lánh ném cho hàng lập trên mặt hàng lập hiện ra một tia ngoài ý muốn nhưng đã nhấc tay đem lệnh bài trống rộng chụp tới cẩn thận quan sát thịnh tình của đào hữu tại hạ của không khách sáo hàng lập do dự một chút cũng không từ chối đem lệnh bài bỏ vào túi trữ vật nhìn hàng lập không có từ chối nữ tử che mặt trong đôi mắt hiện lên một tiên mừng rỡ cùng nhân cơ hội này mà cười nói đạo hữu từ hải ngoại trở về phu phụ của ta định mời đạo hữu tới nơi tu luyện của chúng ta trao đổi một chút tâm đắc về đột phá hóa thần kỳ chẳng hay hàng đạo hữu có nhã hướng hay không đột phá hóa thần kỳ tâm đắc tại hạ vừa mới tiến gia lên hậu kỳ không lâu tuy rằng cũng rất là muốn tìm một số tu sĩ đồng gia chỉ điểm một chút nhưng bây giờ cũng là cố cảnh giới là việc chính bây giờ nếu như hàng một có rỗi thì là bái phỏng nhị vị đạo hữu một lần hàng lập trầm ngâm một chút lộ ra trên mặt một tia ấy nấy Nhân giới miền Anh hậu kỳ rất thưa thớt, có thể cùng đồng giới tu sĩ giao lưu thật là một cơ hội khó mà có được, nhưng mà hắn lại cả không nguyện đặt mình trong hiểm địa, tuy rằng thần thông từ giữ mệnh có thể song song ứng phó vài hậu kỳ tu sĩ mà không ngại. Ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ thiết nghĩ nhân giới cũng không ai có thể lưu hắn lại. Chỉ sợ là không cẩn thận một chút liền có thể là bị khốn nhập và thượng cổ cấm chế, hoặc đại hình pháp trận, lại bị đồng giai tu sĩ tạm thời là công kích. Không cần nghĩ biết kết quả ra sao, vì vậy, vừa nghe nữ tử trước mặt là muốn mình đi tới động phủ của họ tự nhiên khéo léo từ chối. Nữ tử che mặt vừa nghe Hàng Lập nói thế trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Vị này vừa mới tiến ra lên hậu kỳ tu sĩ nhưng lại cẩn thận dị thường, bước quá nếu như Hàng Lập thật tình đi tới động phủ của họ, nàng có tâm tư khác ở trong đó hay không, sợ rằng chính bản thân nàng cũng không thể nào nói chính xác được. Hiện tại Hàng Lập từ chối vị song thánh vấn đề này cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Nàng trả lại không chút nào nổi giận cùng Hàng Lập đã khách sáo vài câu, mà Hàng Lập nói một hai câu thì đã nói lời cáo từ. Nữ tử che mặt đảo người thân anh khẽ động, từ truyền tống trận bay qua một bên biểu thị sẽ không quấy rầy Hàng Lập khi truyền tống. Hàng Lập mỉm cười, tuy không để ý bước tới, vốn chỉ phía trước mặt có một cả nam tự âm lãnh cùng phía một lão giả tu sĩ tinh cung. Tự nhiên cung kính vội vàng thoái lui sang một bên, như vậy lại lộ ra phía bên này một đôi phu phụ cách đang đệ tử. Nam tư nho nhã không nói gì đưa tay kéo đạo hữu của mình nhường ra một lối đi, nhưng làm thất kinh chính là đạo hữu của mình bỗng nhiên tiến lên hai bước cúi xuống trước mặt của Hàng Lập. Văn Dương Minh, bái kiến hạng tiền bối, Chúc mừng tiền bối Nguyễn Anh Đài Thành, năm đó nó không phải hàng tương bối tương trợ, vẫn bối sợ rằng vạn kiếp bất phục. Vị kích đang nữ tu này đúng là đã gặp ở ngoài hải ngoại, xem chút nữa đã trở thành thiếp của Hàng Lập. Tương Nguyệt, người, người, người quen vị tiền bối này, nho nhã nam tử không khỏi thì thà mấy tiếng. Mấy năm nay không gặp, người cũng đã kết đan thành công rồi. Xem ra tu luyện cũng không có lười biến, bằng không năm đó với người tư chất của người còn không kết đan thì hết nói nổi. Hàng Lập nhìn nữ tử liếc mắt, ánh mắt chớp động một chút bình tĩnh dị thường nói đây đều là tiền bối năm đó lưu lại đang dược cùng công pháp bằng không. Tư Nguyệt năm đó sao có cơ hội ngưng hết kim đan? Văn Tư Nguyệt cúi đầu cung kính trả lời. Ta và phụ thân năm đó cũng đã có chút gia tình, năm đó cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi, ngươi tùy không cần phải để ở trong lòng. Nhìn ngươi hình như là vội vã hồi hải ngoại cùng nhau đi thôi. Nàng ta cùng ta có chút giao tình, ta dẫn theo mấy người, không có vấn đề gì chứ, hàng lập hướng nữ tử che mặt nói. Nếu là bạn cũ của hàng đạo hữu, tự nhiên là việc nhỏ. Che mặt nữ tử khẽ cười, một tiếng cũng không chút do dự nói, vậy hàng mổ đa tạ. Hàng lập nét mặt thả nhiên gật đầu, cũng là không cùng với văn tương việc nói thêm, chỉ là nhất chân một cái liền tới ngay bên truyền tống trần. Đây thật là thần thông, chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể thi triển xuất địa thuật. Văn Tương Nguyệt giật mình hoảng sợ nhìn về phía Hàng Lập để kính để chỉ có vị khô gầy tiểu nữ là trừng mắt. Nhìn chầm chầm vào thân ảnh Hàng Lập ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Được rồi, tại hạ còn không biết đạo hữu tên gì, phu nhân có bằng lòng cho biết tính danh. Hàng Lập đánh một đạo pháp quý tới rìa pháp trần, sau đó là lấy ra đại na chi lệnh. Trong màn bạch quen, hướng nữ tự che mặt hỏi, thiếp thân ôn thanh, Nữ tử che mặt tuy rằng hẳn ra nhưng cũng mỉm cười trả lời, mà trong nháy mắt này Bạch Quang Đại Thịnh hào lập chợt lóe liền không thấy hình bóng, cũng không biết là có nghe được nữ tử nói hay không. Nét tiếu ý trong mắt của nữ tử che mặt lại trong nháy mắt tiêu thất. Các người sắp xếp cho mấy người họ truyền tống đi, xong việc thì quay về chấp pháp điện, một người, hai người sẽ họ roi hạ lôi. Về sau nếu mà còn tái phạm, bản cung xử phạt cũng không nhẹ như vậy đâu. Nữ tử che mặt lạnh lùng nói, đa tạo cung chủ khai ân, phản bố nhất định không dám tái phạm. Vẫn đang lo lắng âm lạnh nam tử và lão giả, vừa nghe xử phạt trong lòng không khỏi vừa vui vừa sợ. Vui chính là xử phạt như vậy so với trong dự liệu của chính mình cũng nhẹ hơn. Sợ chính là cho dù chỉ là 20 roi hạ lôi, cũng sợ là nằm tại động phụ hơn một tháng. Mà nữ tử che mặt cũng không liếc mắt nhìn mấy người văn tương huyệt, quanh thân sáng lên một cái liền tại chỗ không thấy thấy cô gái đã thực sự rời khỏi tinh không điện âm lệ hán tự thở phào nhẹ nhõm còn lão giả kia thấy vậy cũng hết lo sợ sau đó hướng ánh mắt nhìn tới đám người của văn tư nguyệt nhìn lướt qua với vẻ mặt rất là tức giận nếu không phải đối phương mạnh mẽ như vậy thì hắn cũng đâu có thua thiệt như bây giờ trong nháy mắt đã gặp phải là lôi tiên chi hình âm lệ hán tự sắc mặt giận dữ định nói ra vài câu văn tục nhưng bỗng nhiên lão giả đứng bên cạnh chắp tay hướng tới văn tư nguyệt khách khí là thường nói Quý phu thê thực sự là cơ chi không ít có quan hệ sâu xa với hàng tiền bối thật đúng là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Sau này có được sự chỉ điểm vị tiền bối này thật sự họ nói tiến tới Nguyên Anh cũng không phải là khó gì. Lão giả này lúc trước đối với là đám người của Văn Tương Huyệt lạnh lùng lãnh đạm giờ này thì không còn chút nào nữa. Âm lệ hán tượng mới nghe lão giả này nói liền ngẩn ra. Nhưng sau khi nghe lão giả này nói xong như vậy mới liền tỉnh ngộ. Nguyên bạn muốn nói ra vậy, câu lúc này liền lập tức kìm lại không nói ra đồng thời sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn làm sao quên được đối phương có chút quan hệ với nguyện Anh hậu kỳ tu sĩ, thì đám người kết đăng kỳ tu sĩ như bọn họ làm sao có thể xúc phạm tới. Đúng vậy, Hoàng huynh đệ nói đúng như vậy, huynh đệ của ta về sau không chừng còn nhờ vào đến uh, nhị vị. Số linh thạch này hai vị đạo hữu hãy thu hồi lại đi, lần này phí truyền tống ta sẽ miễn cho mọi người. Âm đệ hán tử liền đem đám đinh thạch vừa mới thu lúc nãy cất vào trong túi trữ vật bên hông lấy ra, trong lòng đau xót đưa trả trở lại nhưng miệng vẫn tươi cười nhiệt tình nói. Nho nhã nam tử xem xét túi trữ vật ở bên người do dự một chút còn văn tương huyệt thì lại dịu dàng cười nói. Hai vị khẳng định sẽ là truyền tống trận bọn ta đi tới hải ngoại, việc này thực sự làm cho vợ đồng tổng bọn ta rất là cảm kích vô cùng. Bọn ta làm sao có thể thu hồi lại linh thạch được chứ? Hai vị cứ việc nhận lấy, hiện tại thiếp thân đang cần đuổi gấp theo hàng tiền bối, hy vọng hai vị đạo hữu có thể lập tức truyền tống bọn ta đi ngay thôi. Không thành vấn đề để bọn ta đem linh thạch đổi đi là có thể truyền tống ngay lập tức. Âm lệ hán tự thấy văn tư nguyệt không có ý cầm lại linh thạch, liền ngượng ngùng một chút rồi lại lên tiếng đáp ứng ngay. Sau đó thân hình chấp lên vài cái, hắn liền di chuyển tới ngay trước truyền tống trận, thân hình cử động bắt đầu vận dụng pháp trận linh thạch. Còn vị hòa lão giả thì đứng bên cạnh vợ chồng Văn Tương Nguyệt muốn hỏi một chút la lịch về hàng lập vị tu sĩ Nguyễn Anh Hậu Kỳ này. Nhưng nho nhỏ nam tử thì không biết gì cả nên là không có nói gì hết, còn Văn Tương Nguyệt thì cười cười trả lời cho qua chuyện. Bởi tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ. Một lúc sau truyền tống trọng linh thạch đổi qua một lần. Văn Tương Nguyệt thực sự vội vã muốn đuổi theo Hàng Lập nên không muốn cùng với hai người của âm lệ hán tử nói nhiều, lập tức đem truyền tống trường, hướng về phía người điểm một cái rồi lập tức mang những người kia tiến nhập vào trong pháp trận. Lúc này Bạch Quang chấp động toàn bộ 7 người liền biến mất. Nhìn thấy cảnh này, lão giả cùng với âm lệ hán tự liếc mắt nhìn nhau, thở vào một cái rồi cùng nở ra một nụ cười khổ. Ở một chỗ khác của truyền tống trận trong một gian thạch thất rộng khoảng là 10 trượng, một tòa truyền tống trận bạch quan chấp động không thôi. Thân ảnh của cả đám bảy người của Văn Tương Nguyệt hiện ra, một lúc sau, bảy người được truyền tống ra còn mê mụi từ từ tỉnh lại và hồi phục bình thường. Văn Tư Nguyệt vội vàng đã mất nhìn qua bốn phía trong lòng trầm xuống, cái thạch thất to như vậy lại trống rỗng không có một bóng người. Các người ở chỗ này chờ ta một chút để ta đi xem hàng tiệm của có ở quanh đây hay không. Văn Tư Nguyệt vội vàng hướng tới nho nhã nam tử nói, không chờ cho hắn trả lời, mà liền vội vàng hướng tới cửa đá phía ngoài mà phóng đi. Nho nhã nam tử muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng chừng chờ một chút rồi cũng không có nói ra, mà chỉ nhìn theo cái bóng thon dài của Văn Tư Nguyệt khẽ thở dài. Văn Tương Nguyệt đi ra khỏi cửa đá, trước mắt đầy đá, thân hình đứng ở một bên bãi đá, mà bãi đá này lại nằm trên một đỉnh núi treo leo hiểm trở, xung quanh là các vách núi đá đen, phạm nhân không cách nào mà leo lên được. Nhưng có một điều làm cho nàng kích động nhất đó là Hàng Lập đứng ở một góc của bãi đá này hiện đang cùng với một gã thư sĩ tóc bạc đang mặc quần áo của tinh cung nói cái gì đó. Hai tay để sau lưng mà nói tên này nguyên bản chính là một tên đại hán kết đang trung kỳ với vẻ mặt hung hãn Nhưng đứng trước mặt Hàng Lập không giống như bình thường nghe nói mà cúi đầu khom lưng còn miệng kinh sợ trả lời những gì Hàng Lập nói. Xem ra người này chính là người đang trong coi truyền tống trận của tinh cung. Văn Tư Nguyệt tâm tình bình phục lại cũng không có đi qua ngay mà Nhu Thuận đứng yên ở một bên lặng lặng đứng nhìn về phía Hàng Lập đang cùng với người kia nói chuyện. Một lúc sau Hàng Lập khoát tay dường như đã nói xong chuyện. Tên đại hán kia cung kính thi lễ sau đó lui ra phía sau vài bước rồi mới bước đi về phía nhà đá. Văn Tư Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng đi tới chỗ Hàng Lập. Vừa rồi đa tạ tiền bố đã nói giúp nhưng mà không, hai vợ chồng chúng ta cũng không thể nào đi tới hải ngoại được mà ngược lại còn bị gặp phiền toái. Văn Tương Huyệt sau khi cung kính thi lễ xong liền kính cẩn nói. Không có gì, các ngươi cũng vì ta mà bị liên lụy, hơn nữa đó cũng chỉ là một chuyện phải làm, các ngươi vội vàng chạy tới đây mà không biết có việc gì hay không. Hàng lập gương mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn cô ta đánh giá một cái rồi nhẹ nhàng hỏi. Tư Nguyệt biết rằng mình có chút lòng tham đã được tiền bối trợ giúp nhiều như vậy mà vẫn còn chưa thấy đủ. Nhưng hiện tại, tiểu nữ thân mang bệnh nặng, sinh mạng khó giữ được lâu, mong rằng tiền bối khai ân trợ giúp một lần. Văn Tư Nguyệt nói xong, hai mắt đỏ lên, giống như là sắp lệ rơi. Xem ra tình thâm mẫu tử rất nặng đối với ái nữ thật sự yêu thương vô cùng. Cô gái bị trúng kỳ độc kia chính là con gái của ngươi. Hàng lập ánh mắt chật lóe lên, có chút khác thường từ từ nói ra suy nghĩ của mình đúng vậy tiền bối tuệ nhãn như đuốc liếc mắt một cái liền biết tiểu nữ không ổn rồi thấy hàng lập nói vậy hàng lại biết được căn bệnh của ái nữ của mình văn tư nguyệt tinh thần phấn chấn đôi mắt đẹp sánh lên đi hy vọng khi các ngươi nói chuyện ta có nghe một ít không phải là đã tìm được phương pháp giải độc rồi hay sao hàng lập từ chối ra ý kiến nói nguyên lai like tiền bối đã biết được việc này chính xác là vợ chồng chúng ta đã được một vị cao nhân cho biết nếu như sử dụng nội đan của bạch lộ ngư yêu thì có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể giải được độc dược này nhưng mà đan dược này thì cũng không hoàn toàn giải hết được độc dược mà nó chỉ tạm thời cứu được cái bạn nhỏ một thời gian mà thôi. Sau này thể chất cũng bị tàn phá nên được trên đường tu tiên coi như là không thể. Tìm bối là Nguyên Anh Hậu Kỳ, Đại tu Sĩ không biết có cách nào khác hay không, mong tìm bối tự bi giúp đỡ. Văn Tương Nguyệt vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy, Hàng Lập không có lập tức trả lời gì cả mà chỉ lộ ra vẻ suy nghĩ. Văn Tương Nguyệt trong lòng bất an không khỏi lo lắng cũng không nói gì thêm chỉ đưa mắt nhìn tới Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hàng Lập ngẩng đầu lên nhìn trời cao nắng chói mắt, rồi lại là thấp xuống nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp với khuôn mặt kiều diễm. Dường như đã đoán trước được nàng sẽ nói ra câu này, Văn Huynh mất đi khi nào là do tọa hóa hay là thi giải. Văn Thương Việt nghe vậy liền ngẩn ra nhưng mà lập tức thần sắc buồn bã trả lời. Trước đây khi vẫn bối tái huynh hồi nội hải thì đã được à, không biết được công tích của cha phụ. Vạn bố đã cực khổ tìm kiếm mấy mươi năm trời nhưng mà vẫn không có chút lo manh mối nào cả. Hiện giờ nếu như gia phụ không có kết thành kim đan thì chắc là cũng không còn ở nhân thế nữa. Con đường tư tiên mỗi bước đều có trong gai hiểm trở nhưng ai biết trước được là trước mắt thế nào. Nếu là người khác không quen biết trước mà cầu cứu ta thì hơn phân nữa ta sẽ từ chối không để ý tới. Nhưng mà ngươi đã bất đồng, đã biết nhau như vậy, xem ra cùng ta có chút cơ duyên. Hơn nữa là cố nhân, hiện tại thời gian không còn sớm. Trước ta sẽ nhìn qua tiểu nha đầu kia như thế nào rồi nói sau, cuối cùng hàng lập gật gật đầu nói. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, Văn Thương Nguyệt nghe vậy tự nhiên là vui mừng quá đổi. vội vàng hướng tới hàng lập quỳ xuống lại, Nơi này không phải là nơi cứu người, ta sẽ đi tới khách sạn nhỏ của thị trấn kia chờ các ngươi. Chút nữa các ngươi cùng nhau tới đi. Tay áo bào của hằng Lập phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình cực lớn. Đem văn tương huyệt đứng lên làm cho cô ta không thể nào bái lại được. Rồi quanh thân thanh quan chật lé, hóa thành một đạo thanh hồng hướng khỏi bãi đá mà đi. Văn Tư Nguyệt ngẩn ngơ nhưng thân hình rung lên vì vui sướng hướng tới thạch thất bay đi. Một lúc sau một hàng bảy người hóa thành là mấy đạo độ quan hướng theo phía Hằng lập vừa biến mất bay theo. Tên hạng tiểu tử kia đã tiến trai tới Nguyễn Anh Hậu Kỳ rồi sao? Ở vùng trung tâm nội hải cách đó vài ngàn dặm, thiên tinh thành bên trong động quật của Thánh Sơn, một câu nói của một nam tử khó tin vang lên làm cho động quật chấn động liên hồi kêu ông ông. Lời nói vừa rồi chính là của tên nam tử trong thiên tinh song thánh. Không sai, ta cũng không tin là có việc này, nhưng vừa rồi ta mới dùng thần thức quét qua vài lần thực sự là đúng vậy. Sau đó không lâu một giọng nói của một vị nữ tử từ từ vang lên, một cô gái với cái khăn che mặt sắp hạ xuống đội ra một khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng tái nhợt, đang ngồi xếp bằng trên một ngọc đài bằng đá tỏa ra ánh sáng trong suốt. Nếu đúng là như vậy thì khả năng thiên phú tu luyện của hắn cực cao, xem ra còn cao hơn cả ta. Âm thanh của nam tử đã trầm xuống dường như vừa nghe được tin tức đó liền trấn định lại. Chỉ sợ là như vậy, theo ta được biết thì người này trước đây khi mất tích khoảng là chừng 200 tuổi. Với tốc độ tu luyện như thế thì tinh cung lịch đại đứng đầu đều không nhanh được như vậy. Ta và người nhanh nhất cũng đã mất tới là 500 năm mới khó khăn tiến giai tới nguyên anh hậu kỳ. Ôm anh vang lên dường như có chút buồn bực. Bất kể là ai vốn đã cho rằng mình là thiên tài hiếm có trên thế gian mà lại phát hiện ra điều này. Liền thấy mình giống như ít ngồi đáy giếng thì trong lòng buồn phiền là đúng rồi nếu đã nói như vậy mà người này lại có hư thiên đỉnh bên mình tương trợ thì dù do mấy tiếng giai nguyên anh hậu kỳ thì cũng có thể cùng với chúng ta liều mạng một lần khó trách người đã thay đổi chủ ý để cho hắn rời đi nhưng mà sau khi tiếp xúc với hắn thì người có cảm giác như thế nào nam tử công mày hỏi ấn tượng người này vi thường cẩn thận còn lá gan thì không nhỏ không đúng không phải lá gan không nhỏ mà là ôm thanh hai mi nhíu lại ánh mắt lóe lên không chừng như thế nào không có từ gì định tả hay sao nam tử có chút kinh ngạc thốt lên không phải là không thể tả được mà là bây giờ ta mới nhớ lại được là đã phát hiện ra chỗ kỳ quái ôm thanh do dự một chút rồi chậm rãi nói kỳ quái là có chút kỳ quái, lúc này hồi tưởng lại hắn rõ ràng là biết ta một trong thiên tinh song thánh, hơn nữa hắn còn ở trong thiên tinh thành, vậy mà đối mặt với ta hắn không có chút sợ hãi nào. Chuyện này thực sự là cổ quái, cho dù có hư thiên định cũng không thể làm cho hắn tự tin đến mức như vậy. Mà khi đối mặt với hắn ta còn cảm giác được một tia sợ hãi, dường như đối với hắn ta cảm thấy là rất là sợ hãi. Loại cảm giác này từ lâu lắm rồi ta không có cảm thụ qua. Ôn thanh ổn một bên hồi tưởng, một bên thần sắc tâm tình bất định lên. Lúc trước người tu luyện là linh minh quyết, đối với lần này mà dự cảm không rõ được vậy là tới là 89 phần hẳn là không sai rồi nói như vậy ta thực sự là có chỗ đáng sợ đây âm thanh của nam tử cũng căng thẳng vang lên chỉ sợ người này thực sự có thần thông nếu không một tên vừa mới tiến gia quyền anh hậu kỳ sao lại có thể đã đứng trước mặt ta mà còn ung dung bình tĩnh như vậy ôm thanh chậm rãi hỏi nói như vậy thực sự là khó giải quyết nó không dễ dàng giết được hắn thì cũng chỉ có thể tìm mọi cách mời gọi hắn nhưng lấy tù vi của hắn khi mà một khi gia nhập tinh cung thì ngọc linh làm sao có thể khống chế được người này chỉ sợ một khi hai người bọn ta mất đi thì toàn bộ tinh cung sẽ rơi vào tay hắn. Âm thanh của nam tử âm trầm phát lạnh trong lời nói giật lộ ra là mảnh đi sát khí, ý của ngươi là muốn đem người này giết đi. Nhưng chỉ sợ vãn nhất người này thần thông lợi hại, chỉ cần chúng ta không giết hắn thì sau này tự nhiên lại tạo ra một tên đại để cho Ngọc ninh hậu quả thật là không thể nào tưởng ra ôn thanh có chút chừng chừng nói ra người này đã ở loạn tinh hải ngăn trời xuất thế nếu như không nghĩ ra được biện pháp giải quyết thì ở loạn tinh hải này chúng ta sẽ không thể nào phát dương quan đại lại càng không thể làm cho tinh cung phát triển bành trướng mạnh mẽ hơn nói không chừng lại còn sụp đổ trong tay của ta và ngươi nếu như người này không theo chúng ta thì nhất định phải diệt trừ cho dù phiêu lưu mạo hiểm thì cũng phải thử một lần Nam tự hừa lạnh một tiếng còn chút nho dự nói người nói cũng có đạo lý nhưng đây không phải là việc nhỏ ta nghĩ có lẽ chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được Ông Thanh lắc đầu rõ ràng là không đồng ý với lời của bạn được của mình. Như thế nào, Huy vẫn còn e sợ hắn hay sao? Bản thân ta không tin, ta và ngươi cùng nhau liên thủ sử dụng nguyên từ sơn, thì hắn làm sao có thể chạy trốn khỏi chúng ta chứ? Nam tượng ngạo nghệ nói, nếu hai người bọn ta liên thủ còn có nguyên từ sơn trợ giúp thì cũng có thể nắm chắc 7-8 phần giết được hắn. Như người này cẩn thận dị thường, chỉ sợ sẽ không chủ động tìm tới tầng chất của Thánh Sơn mà thôi. Mà nguyên từ sơn chính là lợi khí phòng hộ đối với thiên hạ là vô song. Nhưng nếu đem nó làm vật truy kích hắn thì không thích hợp lắm còn muốn làm cho đối phương không có lòng phòng bị thì cũng chỉ còn cách theo dõi hắn ở ngoại tinh hải sử dụng truyền tống trận trở về thì trong giấy mắt dùng cả nguyên từ sơn này đem tinh không điền bao vây hết thì may ra lúc này hắn mới còn không được chạy nữa nếu không để cho hắn triển khai thần thông chạy ra được rồi cùng với chúng ta đánh nhau lúc này muốn giết được hắn thì khó càng thêm khó hơn nữ tử sâu sắc nói việc này tự nhiên ta biết Nghe nói người đã đem khách khanh lệnh bài của bổn cung cho hắn một cái, làm như vậy tốt lắm, nếu hắn sử dụng lệnh bài thì bọn ta dễ dàng tra ra được hành tung của hắn. Có thể biết được hắn đang ở đâu, có vậy việc may phục ở tinh không điện cũng không phải là không có khả năng, nam tử tự, tự tin nói ra. Ôn thanh chân mày nhíu lại không nói gì rồi lại bỗng nhiên đổi đề tài, nói ra vài câu làm cho nam tử hán ngạc nhiên không thôi. Theo như các vị đứng đầu của tinh cung, cơ bản đều là một đôi vợ chồng, một nam một nữ. Nhà đầu Ngọc Linh hiện là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn bây giờ còn chưa xác định được bản lực để song tu. Còn tu luyện bổn cung độc môn song tu bí thuật thì việc tiến gia nguyên anh kỳ tỷ lệ rất cao. Mà vợ chồng chỉ cần có một người tiến tới hậu kỳ thì cũng đã làm kinh sợ còn đảo trước xung quanh. Chính vì vậy mà chúng ta trước nay vẫn ngồi vững vàng ở vị trí đứng đầu tinh cung này. Hiện tại trong cung, Nguyên Anh Tu Sĩ cùng tuổi với Ngọc Linh cũng chỉ có hai ba người. Nhưng mấy người này dường như không hợp nhãn với Ngọc Linh, việc này có chút phiền toái. Ngươi cảm thấy tên hàng tiểu tử như thế nào? Nếu như hắn đáp ứng cùng với Ngọc Linh nha đầu kết làm vợ chồng thì chúng ta hoàn toàn có thể giao tinh cung này cho hắn trưởng quản được không? Về sau tin cung này thực tế có được Ngọc Linh trưởng quản hay không cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn thật là nhanh kinh người, không phải không có cơ hội tiến giai hóa thường kỳ. Ngọc Linh được hắn che chở thì có thể nói cơ hội phát triển thật không tưởng được. Ôn Thanh chuyển sang cơn nhắc rồi nói ra kế sách đã nghĩ trong lòng. Để cho hắn kết làm bằng nữ với Ngọc Linh, đây đúng là một cái lưỡng toàn chi sách. Nhưng mà hắn còn trẻ như vậy mà tu luyện thành tư sĩ hậu kỳ, chỉ sợ là Hắn đã có bạn nữ sông tu, thậm chí là có một đám thị thiếp rồi, nam tử chần chừ một chút rồi nói. Cho dù là vậy thì có chuyện gì chứ, làm sao có thể so sánh với Ngọc Linh tiểu hài tử của chúng ta. Chúng ta tình cung lớn như vậy xem như là của hồi môn cho hắn, hắn chắc sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ rồi. Và biết sẽ chọn như thế nào, cùng lắm nếu không được thì đem những người trước chuyển sang làm thị thiếp thì được rồi. Loại chuyện này ở tu tiên giới không phải là không có, ôn thanh ám đạm cười nói. Rồi cứ tính như vậy đi, người có thể sử dụng cách này xem sao. Vạn nhất nếu hắn không đáp ứng được việc này thì chúng ta sẽ liên thủ chiếc hắn, nam tử cực cực đầu trịnh trọng nói. Cho dù hắn không có đồng ý, chúng ta cũng không đồng thủ với hắn, ta còn có một kế khác. Có khả năng làm cho hắn mua dây tự buộc mình, căn bản sẽ rảnh để cho chúng ta vào việc cả tranh đoạt để thống trị tinh cung làm cho hắn từ từ hủy diệt mình trên mặt của ôn thanh lộ ra vẻ quỷ dị la thường lạnh miệng nói có loại biện pháp này sao đừng là lộng xảo thành chương hắn ta có thể tiến tới hậu kỳ không thể nào dễ dàng lừa bịp được nam tử có chút kinh ngạc nói ôn thanh nghe vậy cười nhẹ một tiếng không lớn tiếng chuyện nữa mà chỉ mấp mấy môi kẻ truyền âm nếu làm như vậy không được ta không đồng ý chỉ nghe xong mấy câu sau nam tử liền cả kinh sắc mặt trầm xuống ôn thanh không để ý chút nào chỉ là cứ tiếp tục truyền âm tiếp cho nam tử nghe tiếp vài câu sau đó thần sắc của hắn vừa đồng vẻ mặt tức giận dần dần biến mất ảm đạm xuống Ôm thanh tiếp tục truyền âm một lúc nữa sau đó mới chấm dứt. Hai mắt của Nam từ hiếp lại lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Ôm thanh lại cười cười không nói gì cả. Không biết qua bao lâu hai hàng lông mày của Nam từ nhíu lại trên mặt lộ ra vẻ cương quyết. Vậy cứ theo lời của ngươi làm đi, nếu không thành công thì lại dùng biện pháp khác. Tóm lại trước khi mà tạo hóa rớt xuống chúng ta nhất định phải giải quyết đi người này cùng với đám người của lục đạo vạn tâm cô luôn có như vậy mới giải quyết hết hậu hoàng để cho Ngọc Linh dễ dàng chấp dưỡng được loạn tình hải sau này. Việc này tự nhiên hai người bọn ta chỉ còn có hơn 100 năm thọ nguyên thì cũng đủ để giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Cũng không cần phải nóng vội, <laughs> nếu hắn cần một lòng đột phá hóa thần cảnh giới thì không thể nào là không xa vào bẫy này. Sau đó nói xong lời này cô ta rất là tự tin, trong khi thiên tinh song thánh ở trong đồng của Thánh Sơn thương lượng công việc thì lúc này Hoàng Lập đang ở trong một cái nhà gỗ thanh tĩnh, một tay cầm lấy cổ tay của một cô gái gầy yếu, dùng một luồng linh lực truyền vào trong người cô ta để dò xét. Cô ta chính là con gái của Văn Tư Nguyệt, tên là Điền Cẩm Nhi, Cô ta ngồi xếp bằng trên giường gỗ trong phòng sắc mặt ửng đỏ, còn Hàng Lập thì ngồi ở mép giường trên mặt không chút thay đổi. Ở gần đấy, Văn tương Nguyệt cùng với nho nhã nam tử khoanh tay đứng im mà nhìn không dám cử động, đang nhìn cô gái với ánh mắt rất là yêu thương. Còn về phần bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử vẫn đứng bên ngoài, phòng ngừa bị người khác quấy rối. Chính xác thì có chút khó giải quyết, độc này giống như còn sống vậy, đang không ngừng cắn đút linh lực trong cơ thể của cô ta. Hơn nữa nó đã len lỏi đi tới khắp nơi trong kinh mạch, rất khó vợ chồng các ngươi không có biện pháp. Các ngươi cũng đã cho cô ta ăn không ít đan dược, nếu như mà không thế cô ta đã sớm không thể chống đỡ nổi nhưng làm vậy cũng giống như là uống rượu giải khát vậy làm cho độc này cắn nút linh khí ngày càng nhiều tự thân ngày càng phải mạnh hơn theo tình hình này nếu như không giải độc được thì trong vòng 3 tháng nữa thì sinh cơ của cô ta sẽ đoạn sau khi buông tay cô gái ra hàng lập điện nói như vậy vừa nghe xong lời này vợ chồng văn tư nguyệt sắc mặt đại biến nho nhã nam tự âm thanh khẽ run rung hỏi hàng tiền bối chẳng đã lấy thần thông của ngươi cũng không thể khu trừ được quả độc này hay sao Ta chỉ nói là khó giải quyết chứ đâu có nói là không thể khu trường nói được đâu. Hàng lập nhìn nam tự do, xét một cái rồi lạnh lùng nói. Là vẫn bối màu muội mong rằng tiền bối tha lỗi, nam tự họ điện lúc này mới nhớ ra trước mắt mình chính là một vị đại tu sĩ. Thật không thể tùy tiện nói được, sau lưng một hôi lạnh tuôn ra. Hàng lập không nói gì thêm, xoay đầu nhìn hai mắt của cô gái, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên. Cô gái này từ lúc theo hắn vào trong nhà tới giờ vẫn không nói lời nào. Ngoại trừ lúc hắn cầm tay cô ta thì mặt có chút ửng hồng, nhưng biểu hiện lại trấn định dị thường. Cô gái này thật khác xa người thường, các tu sĩ bình thường cũng không có khả năng giống vậy. Mà càng làm cho hàng lập ngạc nhiên hơn là trên cơ thể của cô gái này, hắn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu rất là thông quen. Loại cảm giác này có chút quen thuộc là có chút xa lạ như có như không, dường như chỉ có bề ngoài là thôi. Nếu không phải hắn đã tiến tới Nguyên Anh hậu kỳ thần điểm linh mẫn cao cường tăng thêm một tầng thì có lẽ cũng không cách nào phát hiện ra được. Việc này từ trên người cô gái bởi cảm giác này rất là mỏng manh. Về phần cô gái này bị trúng kỳ độc thì đối với hắn việc này không có gì là khó khăn cả. Trong lòng của Hoàng Lập hơi kỳ quái, nhìn khuôn mặt của cô gái không chớp mắt không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ. Lúc này đây, Văn Tương Nguyệt cùng với nam từ họ đi trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ là dám biết mắt nhìn nhau mà không dám lên tiếng hỏi hay quấy rầy Hoàng Lập. Bỗng nhiên thân hình Hoàng Lập chấn động dường như nhớ ra việc gì đó, nhưng lại dùng một ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Điền Cẩm Nhi. Đánh giá lần nữa, người có hiểu chút nào về trận pháp này không? Thật là không thể nào nghĩ ra là khi Hoàng Lập mở miệng ra lại không hỏi gì đến giải độc, mà hỏi tới một vấn đề không liên quan gì cả cô gái vừa nghe lời này dương mắt to ra nhìn hàng lập giật mình còn vợ chồng văn tư nguyệt còn lộ vẻ khiếp sợ Hàng tiền bối người làm sao biết được là tiểu nữ biết được trận pháp chỉ đạo văn tư nguyệt nhìn không được cẩn thận hỏi một câu không có gì trước đây có một vị cố nhân cũng tinh thông trận pháp chi đạo lệ nữ cùng với nàng ta có vài phần giống nhau nên là ta thuận tiện hỏi vậy thôi hàng lập khôi phục lại bình thường nói nhưng trong đầu lại hiện ra một bóng xinh đẹp người này năm xưa chính là tân như âm một vị cương liệt nữ tử mà hắn đã từng kết giao thì thật hai người cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng mà khi chất độc đáo trên người uh, lại cho hắn có cảm giác giống như là giống nhau một cách quỷ dị chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao nhưng trong lòng của hàn lập lại ẩn ẩn cảm giác không có như vậy ánh mắt của hắn chật lóe lên đột nhiên cảm thấy bàn tay kia của cô gái vội vàng mở lòng bàn tay ra xem chỉ thấy trong bàn tay có một cái nốt ruồi màu hồng tươi bằng hạt đậu nằm ở giữa bàn tay giống như là màu máu tươi đó bừng không có khả năng Hằng lập thất thanh một chút, ánh mắt đồng thời biến đổi. Nghe Hàng lập nói vậy liền cho đôi vợ chồng. Văn Tương Nguyệt bất ngờ. Không chờ cho bọn họ hỏi tới là việc gì, chỉ thấy Hằng lập đưa tay ra linh quan chật lóe hướng tới điểm hồng quang trong lòng bàn tay cô gái điểm tới. Chỉ thấy một đoàn thanh quan chật lóe lên biến mất trong lòng bàn tay không còn bóng dáng. Lúc vợ chồng Văn Tương Nguyệt mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra cũng không dám đả động gì tới Hằng lập đang thi pháp. Một việc kỳ lạ xuất hiện, sau khi thanh quang biến mất, nốt ruồi màu hồng đã đỏ lại càng đậm hơn rồi bắt đầu biến dạng, rồi dần dần biến thành một cái huyết hồng long văn trong lòng bàn tay, trông rất là sống động giống như là đang sống lại. Quả thật như thế, Hàng Lập thì thào nói nhìn ánh mắt của Điện Cẩm Nhiên lại cảm thấy là cổ quái hơn. Hàng tìm bối tiểu nữ có nhìn thấy cảnh này Văn Tương Nguyệt không yên tâm hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không có gì. Vừa rồi ta thấy trong cơ thể lệnh ái có một vấn đề lạ, lúc đó nghe các người nói là cô ta bị một con độc trùng lạ cắn, nên mới biến ra như vậy phải không? Hàng lập thở nhẹ một hơi dò hỏi. Đúng vậy, tiểu nữ bị như vậy mới bị phát độc, nhưng đối với loại độc trùng này thì chúng ta có thử khu độc qua, thì thấy cũng dễ dàng khu trừ được, nhưng không biết sao bệnh trạng lại hóa ra như vậy, làm cho bọn ta thúc thủ bó tay. Văn Tư Nguyệt trong lòng sung lên vội vàng trả lời, ha <laughs> đây là tự nhiên, loại độc kia thực sự là không làm cho lệnh nữ bị ra như vậy. Nguyên nhân là đến từ việc khác mà nó chính là nguyên nhân đe dọa đến tính mạng của nó. Đó chính là do cơ thể của nó chính là lông ngâm chi thể. Bản thân của nữ tu sĩ lại không có đặc thù thể chất của nam tử. Hơn nữa, chất độc của độc trùng kia lại là vật chí dương nên mới tạo ra bệnh trạng này. Cho dù không có độc phát thì sinh cơ của lệnh nữ cũng dần dần khô kiệt. Quý không thể nào sống qua tuổi 40 được. Hàng Lập nhìn tới chỗ long văn đó đỏ như máu nhưng mà lòng bàn tay cô gái bất động thanh sắc nói. Long ngâm chi thể không có khả năng khi tiểu nữ sinh ra chính tay vợ chồng bọn ta đã kiểm tra qua thì không thấy có gì là dị thường. Sắc mặt của Văn Tương Nguyệt tải biến rồi là tái nhợt vô cùng. Lệnh ái chính là long ngâm chi thể thực sự là một loại thể chất phi thường hiếm có. Nếu không bị ngoại phật tác động hay là tự động phát tác thì người bình thường không ai biết được. Có được thân thể này thì con người tu luyện rất nhanh nhưng tu luyện càng nhanh thì âm chân trong cơ thể sẽ mất cân bằng. Vì vậy trước khi rút cơ thì sẽ chết đi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Nói vậy, tiểu nữ chơi dù khu trừ được độc dược thì cũng không thể nào tu luyện rồi. Văn Tư Nguyệt kinh hoảng lên, còn nam tự họ đi thì sắc mặt dị thường khó coi. Chuyện khác sau này sẽ nói, trước tiên ta giúp cho lệnh ấy khu trừ chất độc. Hai người các ngươi hãy rời khỏi phòng này một lúc, giờ khi nào ta gọi thì hãy vào. Hàng Lập cũng không có nói gì thêm mà không chút khách khí phân phó. Dạ, vợ chồng Văn Tương Nguyệt lộ ra vẻ bất an, nhưng khi Hàng Lập chưa quay đầu, thì tay áp vào bỗng nhiên phất lên một cái. Một màu xanh mờ chấp động, Điền Cẩm Nhi liền cảm thấy hoa mắt nhất thời không biết gì cả. Nằm ngã xuống giường, lúc này Hàng Lập mới phục hồi lại tinh thần trở lại. Rồi cẩn thận kiểm tra cô gái dường như muốn từ trên người của cô ta tìm kiếm cái gì đó. Hơi thở giống nhau, thân hình giống nhau, hơn nữa còn có lông cam chi thể. Mà còn không hiểu, còn hiểu rõ trận pháp chỉ đạo, thực sự là trùng hợp đây. Thực sự là linh hồn luân hồi sao? Một hồi lâu sau, Hàng Lập khẽ thở dài, nói nhỏ vài câu hai tay của hắn hợp lại rồi lại chia ra còn mấy ngón tay thì bắn lên 10 ngọn châm tinh tế ngân quang lấp lánh hàng lập phun tay lên bực bực vài tiếng phát ra những ngân châm này chẳng những bắn ra nhanh mà còn chuẩn xác vô cùng chui vào trong cơ thể của cô gái không thấy bóng dáng đâu nữa sau đó hàng lập bấm tay niệm chú 10 ngón tay biến hóa quỷ dị la thường rồi bắn ra từng đạo pháp quyết cùng với các màu sắc khác nhau nhưng mà trong nháy mắt hóa thành một cái ngũ sắc quan phẩm đem cô gái bao phủ vào bên trong còn bên ngoài nhà gỗ là một cái tam hợp thiểu viện, văn tương nguyệt cùng với tu sĩ họ điên đứng ở trong viện, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn tới cánh cửa gỗ, lâu lâu lại tác ra vẻ lo âu. Xem ra hai người này đối với ái nữ rất là yêu thương, còn bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử kia thì lại càng không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Trong vòng lãnh khách chưa tờ, Thủy chung yên tĩnh dị thường. Điều này làm cho nho nhà nam tử càng lúc càng lo lắng. Mặc dù vậy, hắn cũng không dám cùng với Văn Tư Nguyệt truyền âm hỏi chuyện bởi vì hắn biết rõ thân niệm của một cả nguyên anh hậu kỳ. Mạnh mẽ thế nào, việc truyền âm chắc chắn sẽ tác động đến việc khu độc của hàng lập ở trong phòng. Vạn nhất có câu nào xúc phạm tới hắn thì thực sự không hối hận kịp nữa. Vì vậy, vị tu sĩ họ điền này thân sắc tâm tình bất động, trong lòng đang lo lắng nóng vội vô cùng thì tự nhiên lại nghe được tiếng nói của hàng lập nhàn nhạt truyền đến. Được rồi, có thể vào được. Vừa nghe tiếng này, nho nhã nam tử giống như là gặp cường địch vội vàng phóng như bay vào trong phòng. Đồng thời còn hướng tới Văn Tư Nguyệt bên cạnh liếc mắt một cái. Khuôn mặt của Mỹ Phụ cũng hiện ra nét vui vẻ, xem ra cũng đồng thời nghe được tiếng gọi. Lúc này hắn không còn do dự mà đẩy cửa đi nhanh vào. Văn Tư Nguyệt đi theo sát phía sau. Hạng Lập vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn một cái thanh diễm to bằng bàn tay. Bên trong bao vây lấy vài cái hắc ti vàng kẹo không ngừng dường như nó có linh tính dị thường còn cô gái thì vẫn nằm không nhúc nhích ở trên giường vẻ mặt trông rất giống như là đang ngủ ngon giấc trong vòng tốt ra một mùi hương thơm phản phất như có như không kỳ dị vô cùng Hàng tiên bối tiểu nữ ta vừa mới cho nó uống một viên mộng đàn hai người các ngươi tự mình đi xem xem hằng lập xua tay hướng tới văn thương nguyệt ra dấu tới xem còn bác thì đứng lên đi khỏi cái ghế gỗ văn Tư nguyệt nghe hằng lập nói như vậy trong lòng hết lo hơn một nửa trong miệng cảm ơn không ngừng lúc này mới cùng với năm tự họ đi vội vàng đi bên trường cẩn thận xem xét con gái của mình còn hằng lập thì tập trung quan sát quan đạn trong lòng bàn tay chậm rãi đi ra khỏi cửa đi tới cái sân bên trong bốn gã trúc cơ kỳ canh cửa phía ngoài thấy hằng lập đi ra vội vàng lắp bắp kinh hãi muốn tới chào hỏi Hàng lập khoát tay chặn lại cho bọn họ không tiến tới được, sau đó đi vài bước tới một góc sân, mắt nhìn tới cái quan cầu màu xanh, rồi lại hai tay chà sát mạnh, lập tức hai tay kim quang đại phóng rồi tiếng sóng đồng thời nổ ra. Quan cầu màu xanh chấp ré con ngừng, nghe cả hát ti bên trong cũng bị kim quang hóa thành một làn khói mỏng, lượng lờ tiêu tán ở không trung. Một mùi thanh hôi tràn ra khắp nơi làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hàng lập những mày lập tức tay áo vào phất một cái. Một cổ kinh phong lập tức sinh ra trong nháy mắt đem cả đám hôi tanh này thổi đi tiêu mất. Lúc này hắn mới để hai tay ra sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, hai mắt nhíu lại, mặt không thay đổi, dường như đang suy nghĩ cân nhắc việc gì đó. Không biết qua bao lâu sau lưng có tiếng bước chân đến, Hoàng Lập từ từ quay đầu lại rồi mở miệng nhàn nhạt nói. Mặc dù ta đem độc tính trong cơ thể của nó khu trừ hết 7 tám phần, nhưng tốt nhất là các ngươi nên tìm một cái đội đan của bạch lộ ngư yêu cho nó dùng, sống thì phần độc tính trong con người của nó sẽ được tiêu trừ hết. Đã tả tiền bối lần này đã ra tay giúp đỡ, Văn Tương Nguyệt nguyện kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để đắp nền tấm chân tình này. Phía sau nhẹ nhàng đi tới đó chính là vị thiếu phụ xinh đẹp. Văn Tư Nguyệt, kiếp sau, người cảm thấy những người tu luyện như chúng ta là có luân hồi tới kiếp sau hay sao chứ? Người khi lúc này của Hàng Lập có vài phần cổ quái cùng một ít tự dễu. tìm bố lời này là có ý gì? Văn Tư Nguyệt nghe xong lời này liền hận ra có chút kinh hãi thì thao nói hiện gì không hiểu được ý của Hàng Lập là gì. Quên đi, tao cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Giờ ta muốn nhắc các ngươi một chút, mặc dù lệnh ái hiện giờ vô sự, nhưng trong cơ thể lại đang vận chuyển một đạo huyền âm linh lực để kiềm chế lại sự phản vệ của Long Châm. Chi thể, nhưng mà đây cũng là biện pháp tạm thời mà thôi. Về sau không được tiếp tục tu luyện, ngoài ra còn tìm đăng dược phụ trợ, thì có thể sống lâu hơn người bình thường một chút, còn không cần gì phải lo đến tính mạng nữa. Nếu như mà tiếp tục tu luyện thì chỉ cần chí dương khí mạnh lên thì linh lực, mà ta truyền qua sẽ mất đi tác dụng cân bằng thì phản vệ sẽ xuất hiện. Người hiểu rõ chứ, Hàng Lập lại xoay người nghiêm sắc mặt dặn dò, chẳng lẽ không còn biện pháp nào để tiêu trừ đi sự ảnh hưởng của Long Cam chi thể hay sao chứ? Mong rằng là tiền bối chỉ điểm cho Văn Tư Nguyệt một ít, Văn Bối thực sự không thể nào đành lòng nhìn tiểu nữ chỉ có thể sống được hơn 100 năm mà thôi. Sắc mặt của Văn Tư Nguyệt tái hẳn ra cúi đầu thật sâu bái lễ Hàng Lập mà cầu xin phương pháp không phải không có nhưng chỉ sợ ngươi không làm được lúc này hào lập không có ra tay ngăn cản phan Tư nguyệt thi hành đại lễ mà bình tĩnh dị thường nói chỉ cần làm cho tiểu nữ có thể tu luyện như người bình thường thì ta hoàn toàn đồng ý lấy tính mạng của mình để bồi hoàn phan Tư nguyệt ngẩng khuôn mặt huyết ý lên cắn răng nói đây không phải là chuyện một người kết đăng kỳ như ngươi có thể làm được nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ thì có thể được kỳ thật cũng rất là đơn giản chỉ cần có một người là nguyên anh kỳ tu sĩ cứ cách một khoảng thời gian ngắn liền đưa một đạo âm khí vào trong cơ thể của linh ái để cân bằng không cho dương khí bùng nổ thì hoàn toàn có thể là tiếp tục tu luyện công pháp. Nếu điều chính yếu là người nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ cần là phải có hoặc là lệnh ái của người lúc nào cũng đi bên một người nguyên anh tu sĩ là được. Hơn nữa lúc nào cũng phải mang theo lượng đan trượt cực lớn để có thể khi cần có thể mà sử dụng. Ngoài ra các pháp lực trong cơ thể tinh tiến thì lượng đan dược cũng phải sử dụng nhiều theo. Chỉ lo một khi trúc cơ thành công thì chỉ sợ là các nghi kết đăng kỳ tu sĩ cũng không thể nào đáp ứng được một khoảng thời gian dài như thế. Dường như biết được ở trong lòng yêu thương con vua bờ bến của một người mẹ như Văn Tư Nguyệt nên Hàng Lập nói rõ ràng là không giấu giếm điều gì hết. Một người là Nguyên Anh Kỳ có thể tùy thời mà gọi thì đến Văn Tư Nguyệt mặt lộ ra vẻ là sâu thảm đẫm bẩm. Sau khi mà nghe Hàng Lập nói phương pháp này thì trong lòng Văn Tư Nguyệt trầm xuống cho dù là thương con rất nhiều nhưng nàng cũng biết việc này là không có khả năng. Không chỉ có bọn họ có khả năng mới được Nguyên Anh kỳ tu sĩ được hay không, cho dù có đồng ý thì họ cũng có thể ra tay trợ một vài lần mà thôi. Làm sao mà có thể vì hai gã kết đăng kỳ mà phải lúc cần thì họ mới ra tay giúp đỡ. Còn việc đi theo sau một người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ là chuyện vô cùng tốt nhưng thực sự thì không thể nào có được. Dù sao thì Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thu đồ đệ cũng chỉ là thu cách Đăng Kỳ mà thôi. Mặc dù là Điền Cẩm Nhi tư sắc hơn người, Đinh Căng tư chất ngàn năm có gặp nhưng mà không phải là có cơ hội bái một vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ làm sư phụ. Nhưng hiện bộ dáng cùng với thể chất tu luyện như vậy thì làm sao mà lọt cho mắt xanh của các vị nguyên anh kỳ tu sĩ? Văn Tư Nguyệt cân nhắc một hồi liền tỏ ra là hoàn toàn thất vọng. Lúc này tu sĩ họ Điền cũng vừa đi ra khỏi phòng, vừa lúc nghe thấy Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệch. Bất quá hắn sau khi hít sâu một hơi, liền đi tới hướng của Hàn Lập khom người thi lễ thành khẩn nói: "Và mỗi cuộc không có bao nhiêu lòng tham, chỉ muốn cho tiểu nữ thọ huyên dài hơn một chút, chỉ cần trúc cơ đã là quá tốt rồi, không biết đó vợ chồng chúng ta hai người cùng hợp lực có thể áp chế dư khí bên trong tiểu nữ" cắn trả, giúp cho Cầm Nhi rút cơ kỳ thành công hay không? Các người chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ hiện tại tuyệt đối không thể, nhưng nếu có thể tiến gia đến hậu kỳ, nếu không sợ tổn hại tu vi thì cũng có thể thử một lần, hàng lập biết mắt xem xét nam tử lắc đầu nói. Lần này, ngay cả nam tử nho nhã cũng im lặng không nói gì. Về phần những lời thỉnh cầu hàng lập xuất thủ trợ giúp, hai người này cũng không dám mở miệng. Dù sao thì hàng lập trước đó đã thi ân nhiều như thế, hai người cho dù nóng lòng cho ái nữ cũng không biết tốt xấu của tiếp tục cầu sinh. Dù sao việc này cũng không phải là chuyện một lần có thể giải quyết mà phải mang theo thiếu nữ bên người, bất kỳ cao giai tu sĩ nào cũng là không nguyện ý, mà bên người một ánh nặng như vậy. Nhưng mà ngoài dự liệu của hai người, Hàng Lập ánh mắt chấp động vài cái, rồi lại nói một câu khiến cho bọn họ thất kinh, làm cho hai người cơ hồ cho là nghe sai lời nói của Hàng Lập. Ta đây có một quyển sách ra pháp trận, các người cầm lấy mời ra lệnh ái xem nếu đến lần kế tiếp gặp mặt mà. Nàng có thể đem quyển sách đó hiểu thông suốt khiến ta vừa lòng, ta có thể suy nghĩ nhận lấy lệnh ái làm đồ đệ, tuy nhiên sẽ trở giúp nàng trúc cơ, thậm chí kết đen. Bất quá có năng lực khiến ta hài lòng hay không còn phải xem cơ duyên tạo hóa của nàng. Trước hết nói rõ ràng, sách này chỉ có thể cho lệnh ái một mình thấu hiểu, nếu các người giúp đỡ nàng, ta tự nhiên có thể nhìn ra được. Đến lúc đó, hàng mỗi lập tức xoay mặt rời đi, hàng lập thanh âm không lớn nhưng lọt vào trong tay của hai người văn Tư Nguyệt, lại giống tiếng sét đánh từ chín tầng trời. Hai tiếng bối, người nói thật sao? Văn Tư Nguyệt không dám tin lẩm bẩm nói. Hàng Lập mỉm cười tay áo bào huy vuông nhất thời một cái ngọc hạp từ trong tay áo bay ra chậm rãi hướng về phía thiếu phụ đối diện bay tới. Trong hạp là pháp trận yếu quyết bên trong mặc dù không phức tạp nhưng mà vẫn có chỗ độc đáo. Vừa lúc thích hợp khảo nghiệm tư chất lệnh ái trên phương diện trận pháp, Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Pháp trận yếu quyết trong học hạp đúng là một quyển pháp trận điển tịch năm đó tầng như âm đưa cho hắn, trong đó ghi lại những tâm đắc của nàng. Tư Nguyệt vui mừng tiếp nhận Ngọc Hạp về giặc thu hồi, đa tạ đại ân của tiền bối, cầm như tại trận pháp chỉ đạo, rất có thiên phú, tuyệt đối sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Chỉ là không biết tiền bối bao giờ sẽ gặp lại tiểu nữ, Văn Tư Nguyệt vội vàng hỏi hang. Việc này không biết chắc được, nếu chưa thuận lợi có lẽ chỉ cần là hơn một năm thời gian, còn nếu không thì phải là vài năm. Trong lúc ở đây, lệnh ái tuyệt đối không thể tu luyện bất kỳ công pháp nào được. Thời gian ở đây có một lọ từ hủy niệm hoàng cho nàng mỗi sáng ăn một viên như thế vài năm này không cần dùng đăng dược khác. Hàng lập đang nghĩ tới việc gì đó vỗ lên túi trữ vật một cái. Một cái thanh bình cao vài tốt hiện lên trong tay tiện tay vứt cho nam tử kia. Lúc này nam tử nho nhã mừng rõ tiếp lấy trong miệng liên tục cảm kích. Tốt lắm các ngươi sau khi mà tìm được nội đang bạch lộ ngư yêu. Một năm sau phải đến quê tình đảo cho ta. Chỉ cần có mặt trên đảo lúc đó, tự nhiên ta có thể có biện pháp tìm các người, ta còn có chuyện trên người cũng không thể ở lâu nơi này được. Hàng lập sau khi nói mấy câu đó, Linh Quang quanh thân liền chớp động hóa thành một đạo thanh hầu chói mắt phá không rời đi, không để cho hai người Văn Tư Huyệt chút cơ hội nào giữ lại. Vợ chồng Văn Tư Huyệt mặt biến sắc không dám chậm trễ vội vàng hướng về phía của Hàng Lập đi khom người cung kính thi lễ. Để đến khi Đỗ Quang bay ra khỏi tiểu trấn biến mất ở phía chân trời, hai người mới dám đứng thẳng người sau khi liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ vui mừng. Lần này nếu không phải được vị đại tu sĩ hàng lập để xuất thủ, chị sợ ái được bọn họ cho dù có thể tạm thời giải trừ chất độc, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng hơn nữa hàng lập trước kia đối với văn tư nguyệt có đại ân. Giờ phút này đôi vợ chồng này trong lòng đối với hàng lập thật cảm kích vàng phần. Hai người trở lại trong phòng bắt đầu thương lượng việc tìm kiếm bạch lộ yêu đan và an bài điện cấm nhi. Tham ngộ cuốn sách pháp trận kia, lúc này Hàng Lập đã bay ra ngoài tòa ngân sa đảo, phương hướng độ quan chật biến đổi. Nhằm thẳng chỗ sâu trong đại hải bay đi, trong độ quan vẻ mặt của Hàng Lập có chút do dự, Hắn đột nhiên quyết định cấp cho thiếu nữ tên Điền Cẩm Nhi một cơ hội và ước định sau gặp lại. Trong đó hơn phương nữ nguyên nhân là vì muốn biết rõ ràng lai lịch chân chánh của nàng này. Dù sao, loại nữ tử có lông ngâm chi thể trên người như Điền Cẩm Nhi cùng với loại cảm giác đặc biệt trên người nàng thật sự là khó tin nàng và tân như âm. Hai người chỉ là thuần túy trùng hợp nếu mọi này trên diện thiên phú trận pháp cùng đồng dạng hơn người có thể dễ dàng thấu hiểu trận pháp à, quyết kia hắn liền càng nắm chắc thêm một chút xác định đối phương thực sự là tân như âm chuyển thế hoặc là có chút họ hàng sâu xa kỳ thực việc tu sĩ luân hồi nhớ một vài chuyện nhỏ và có đặc thù tới đời trước từ tu tiên giới mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là chưa từng có tiền lệ, chỉ là tiền lệ này đồng dạng cũng là không có chứng cứ thực sự thuyết phục khiến cho người nghe được phải bán tính bán ghi. hơn nữa truyền thuyết có liên quan đến minh giới cũng dần dần trở nên là lưu truyền cũng không biết bắt đầu từ khi nào trở thành một dạng địa phương thần bí cùng loại với linh giới. Có người nói minh giới là thế giới khác, có người lại nói minh giới kỳ thật chỉ là một nơi thần bí nào đó trên nhân giới, còn có người dứt khoát cho rằng minh giới căn bản chỉ là việc vô hư vô mờ mịt chỉ là do mọi người tưởng tượng mà thôi. Hàng Lập đối với việc luân hồi vào quỹ giới đồng giải cũng bán tính bán nghi, với hắn mà nói việc như thế vô phương chứng minh là thực sự thực sự là tồn tại, cũng không cách nào chứng minh rằng nó hư vô mờ mịt, không tồn tại, căn bản là không tốn nhiều tâm tư lên nó, loại chuyện này tốt nhất để ít nghĩ nhiều đến nó. Bất quả năm đó hắn cùng với Tề Văn Tiêu Tân Như Âm coi như là cố giao. Ngoài ra đối với Tân Như Âm cương thiện rất là khâm phục, hắn hiện tại thần thông đại thành. Nếu thực sự Đường Cẩm Nhi là Tân Như Âm chuyện thế, hắn không ngày giúp nàng một tay. Huống hồ năm đó, Tân Như Âm chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ đã có thể là hiệp trợ Tề Vân Tiêu nghiên cứu ra khí cụ bày trận cấp thấp. Nếu nàng thọ nguyên đủ dài, có đủ trận pháp điển tịch, chỉ cần là người có mắt là có thể tưởng tượng tài nghệ nàng trên phương diện. Trận pháp thật không thể đo lường. Mà hắn vì muốn đánh sâu vào hóa tân kỳ, sau này khẳng định sẽ là không tốn nhiều tâm tư nghiên cứu trận pháp. Nếu có thể thu được một tên đệ tử thiên phú trận pháp cao như vậy rồi chuyên môn bồi dưỡng đối thương thành là trận pháp tông sư, hắn sẽ có một trợ thủ không tồi chắc chắn là rất hữu dụng. Hàng lập trong đồng quay cùng đánh giám một hồi lâu mới thở vào một hơi, tạm thời đem mấy việc này để sau, hắn trong độ quan lật tay một cái, hốt nhiên trong tay xuất ra một khối bạch sắc ngọc giản. Thần niệm hướng tới phía trong ngọc giản đảo qua một cái, một bộ hải vượt đồ thật lớn hiện lên trong thần thức, đúng là cái mà tu sĩ tinh cung trong coi truyền tống trận kia chủ động giao cho hắn. Hải vượt đồ phụ cận cần Ngân Sa Đảo. Trước đó hắn cùng đã hỏi thăm qua chỗ Tiểu Đảo để phát hiện khoáng mạch cao gia Linh Thạch. Nguyên lai chỉ là một đảo bón hoa không tên, hiện tại cũng chỉ được gọi là Bích Linh Đảo. Nghe nói là do Linh Thạch phát hiện được hơn phân nửa là một hệ Linh Thạch, cho nên mới lấy cái tên này. Dựa theo trên hải đồ, Bích Linh Đảo nằm ở tận cùng phía bắc Ngân Sa Đảo, cho dù là kết đang tu sĩ một mạch phi độ không ngừng, có ước chừng là mấy tháng thời gian tu sĩ bình thường căn bản khó có thể có khả năng đến chỗ đó. Đó cũng là nguyên nhân Quảng Linh Thạch đến trên đảo bây giờ mới bị phát hiện. Nghe nói đảo nhỏ này trải ra rất rộng mà nguyên lai trên đảo đã có một ít yêu thú, khoáng mạch lại phân bố ở cả nơi phía dưới đảo. Kết quả bị yêu thú trong biển thi tinh cung và nghịch tinh minh cùng nhau phân chia, mà đại lượng trung cao gia linh thạch bị khai thác khiến cho vài tòa tiểu đảo đó cũng đồng thời trở nên tịnh vượng. Dần dần các thế lực lớn nhỏ khác cùng là các tán tù ở nơi này, rồi trên các đảo xây dựng một vài tiểu thành phường thì đã tạm thời trú chân. Từ đó, từ nơi này trở thành là một chỗ khác của nhân loại ở ngoại hải. Hơn nữa nghe nói, người tinh minh và tinh cung cũng có ý tại phụ cần tiêu đảo mở thêm là vài tòa ngoại hải truyền tống trận. Hàng lập trong lòng đem tình hình bích linh đảo rồi hồi tưởng lại một lần cảm giác không là quên chỗ nào rồi đem ngọc giản thu lại. Động tốc như hơn gấp hướng xa phá không bay đi. Hắn âm thầm phỏng đoán cho dù tốc độ bay nhanh như hiện tại chỉ mới tới được bích linh đảo cũng là chuyện của 3 tháng sau. Cảnh sát trên biển tự nhiên vô cùng buồn tẻ, cuối đầu nhìn quanh ngoài trừ một mảnh xanh thẳm thì không thể thấy được màu khác. Hàng lập phi hành một mảnh không ngừng chút nào đã mất đã trôi qua hơn một tháng trên đường. Hắn chỉ tạm thời dừng lại một chút trên hoang đảo để hồi phục pháp lực. Ngoài ra một mạch là cực kỳ thuận lợi, không gặp việc gì đặc biệt ngoài ý muốn. Dù có ngẫu nhiên gặp mặt vài ba tu sĩ đồng dạng ra biển nhưng hắn căn bản không thèm để ý trực tiếp lướt qua. Những tu sĩ này đa số là cấp bậc trúc cơ, kết đan, thấy động quan của hàng lập nhanh như vậy cũng không dám có tâm tư gì khác.